Rồi, xin chào các bạn nha. Trưa nay mình giao lưu cho các bạn một cặp mai cúc đọt xanh. Mấy cái này là cây ghép, nhưng mà ghép lúc nhỏ, bây giờ nó lớn lên như cây rin rồi nha. Ghép xa gốc này, phần gốc bên dưới này. Đấy, có cái... đọt xanh rất đẹp. Xanh tùy theo giống đó mà mình chọn lọc, mình lấy mình ghép chứ không phải là ghép mấy giống xấu. Không có thích ghép kiểu tràng lan. Này, chọn lọc giống anh em không? Không ở nơi chùm màu vàng, nó màu vàng chanh nha anh em. Màu vàng rất là tươi. Không. Màu vàng rất là tươi bông. Không, lọc non xanh gầy hết. Rất là dễ thương. Đó, anh em nào thích dòng lọc xanh thì liên hệ nha. Cặp này mình muốn giao lưu cho anh em giá 800 nghìn nha anh em. Giá combo gần cả hai cây luôn á. Combo là 800 ngàn. Và anh em làm chơi mini nó cũng đẹp nữa. Đây là cây cốt giáng lâm nè. Còn cái đây mình vẫn thé này nè. Thé anh em thích dáng nghệ thuật gì đó mình quấn dây mình tạo dáng thôi. Quan trọng là cây là giống là mình đã ghép nó ổn định rồi, ổn định giống rồi, nó cho bông luôn rồi. Đây là mùa thứ ba rồi nè, mùa thứ ba của cái mấy cây này. Thì nói chung dòng mini mình còn rất là nhiều thế này đó. Ví dụ như là mấy cây mini như thế này này, mấy cây mini bông là bông giáo này nên không bông bự hơn, bự lắm. Giao hai lớp bông bự, 2 đến 3 lớp. Mấy loại này thì nó rẻ hơn. Đấy, mấy loại này thì chỉ có 200 ngàn một cây thôi. Anh em muốn mua nuôi bao nhiêu cây thì tính tiền bao nhiêu. Đó. Có giao có cúc nữa nè. Cái cúc này bông đơm không? Nên không? 200 nghìn cây rất là rẻ luôn. Mình cứ thông báo giá tại vườn, anh em thích mua nuôi nhé. Dưỡng chơi. Mấy cái này nó mi nhon, nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó đẹp. Quan trọng có bông đẹp mình chơi nha nè. Chứ cây to mà bông xấu chơi nó phí, phí thời gian mình sưu tầm. Giờ nó có bông đó, chỉ có 200 nghìn cây rồi nè. Bông đẹp. Này to lắm. Giờ nó bị bẹt cánh do gió vậy quá. Bữa giờ ở mình gió búp cái to chà bé luôn. À, búp xanh đó này. Bông nó đơm mà đẹp không? Giờ gió nó bẹp. Đấy, anh em thích cái dòng mini này thì cứ 200 nghìn coi tính lên nha anh em. Rồi coi giáng lông không lùng lực. Cao độ tầm gần 6 tấc. Chung cúc là mình ghép bông đẹp á. Cúc bông đẹp. Không, năm cây có 1 triệu bạc quá rỉ. Ăn nhậu nhiều cũng hết đó. Mà mình mua cái cây mình chơi lâu dài, mình ngắm bông ngắm hoa tưới tắm chăm sóc cho nó thư giãn. Đó. 1 triệu có 5 cây à. Mày đẹp giống đẹp à. Đó, anh em cứ thích thì mình lựa nha anh em, mình lựa mình thì bán cho. Đó. Mấy cái loại này thì nó rẻ hơn dòng đọc xanh nha nè, đọc xanh giá nó cao à, cuồng cây đẹp đó. Lùng nó gút nó bấm cô tàn do mình bấm cô đó, là quan trọng chơi dáng nó chuẩn rồi. Xin chào ha.